Trước khi Lionel Messi bước chân vào ngôi đền lịch sử ở Barca, sân Camp từng sống dưới hơi thở Ronaldinho. Trang FC Barcelona Noticias mô tả, Ronaldinho như chiếc phao cứu sinh với Barca ở thời điểm đại diện xứ Catalonia khủng hoảng. Trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2003, La Liga dưới góc chân của Real Madrid và Valencia còn Barca như kẻ ngoại cuộc. Mọi thứ thay đổi khi Ronaldinho tới Camp Nou và mở ra một chương huy hoàng trong lịch sử câu lạc bộ. Nhờ đôi chân biết nhảy múa với trái bóng của ngôi sao người Brazil, Barca mới giành lại ngay vàng giải quốc nội, trở thành ông vua của châu Âu. Những kills coi Ronaldinho như biểu tượng bất diệt, một huyền thoại và thần tượng của họ. Ngày 6 tháng 3, mọi thứ sụp đổ với Ronaldinho khi anh bị bắt với cáo buộc sử dụng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay. Ronaldinho phải ngồi tù và chưa biết ngày nào được thả ra. Các điều tra viên cũng tình nghi cựu sao Barca dính vào đường dây rửa tiền với một tay giang hồ Nam Mỹ. Nhưng tại Catalonia, Barca vẫn giữ một sự im lặng. Họ dường như quay lưng với huyền thoại một thời ở sân Camp Nou, theo Forbes. Lionel Messi, người từng được Ronaldinho chỉ dẫn rất nhiều ngoảnh mặt. Anh bác tin đồn trả 4 triệu euro để giúp người đồng đội cũ ra khỏi tù. Vào ngày 21 tháng 3, Ronaldinho chính thức bước sang tuổi 40. Bánh kem, nến mừng trang trí, tiệc tùng và những lời chúc sẽ không xuất hiện với cựu sao Barca. Theo ESPN, Ronaldinho dự định tới Barca sau ngày sinh nhật thứ 40 để thảo luận nhiều dự định với câu lạc bộ. Anh vẫn mong được cải thiện mối quan hệ cùng đội bóng cũ. Thẩm phán tại Paraguay không cho cựu sao người Brazil tại ngoại, và quá trình điều tra những cáo buộc nhằm vào cầu thủ này có thể kéo dài tới 6 tháng. Trong thời gian đó, Ronaldinho vẫn phải ngồi tù và đối mặt với tương lai ảm đạm.